Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa cùng toàn thể chư quý vị đồng đạo, thì thể theo chương trình thì giờ này chúng ta cũng đã tiếp tục thuyết giảng giáo lý đợt thứ hai. Và trước khi đi vào phần thuyết giảng giáo lý và chuẩn bị ổn định hội trường, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đọc giảng viên Trương Thị Lan sẽ đến diễn đàn để diễn ngâm lại một đoạn sấm giảng trong quyển thứ ba. Quyển này được Đức Thầy sáng tác vào năm Kỷ Mão 1939, gồm 612 câu. Vậy xin trân trọng kính mời đọc giảng viên đến diễn đàn. Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc ai tranh luận đấu tài, khuyên dân nên hài miệt mài chữ tôn. Gian này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mối đạo làm con, luận xem học mới mấy đoạn đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày, áo quần lãng bước ngày dài ăn chơi, dọn xem hình dốc là lời ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Trong tâm nhớ những điều ta, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lành. Sân là đầu trẻ tôi xanh, chẳng trao hiền đức đi học hành làm chi. Con ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì dân quê người xưa nó lại khinh chê, ông cha hú bài u mê hơn mình. Tự do trai gái cơ tình, với lo trao sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi, chẳng kiếm cha mẹ nói cười là lời. Xó hình xó sắc chiều mới, đang làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao
trong tim, phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con. Thấy đời trần hạ thôn chôn, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thọ trước ngu si, mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Học thầy lợi dụng tiền tài, lên quan xuống quyền ăn xài là lê. Gặp ai đói rách cười chê, miệng kia hãy mở chuỗi hề gian rân. Chẳng lo rèn trí lập thân, để làm sao trả khổ thân sau này. Giáo viên các sở các thầy, khuyên mau tính ngộ tập dài lòng nhân, giúp người đừng đòi trả ơn, miệng tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Nam mô A Di Đà Phật.